Alo, alo, chào mọi người. Các bạn có nghe rõ cô nói không? Nghe cô ơi. Nghe ha, rồi cảm ơn em. Như vậy thì bữa nay mình sẽ bắt đầu học buổi 3 của môn hóa sinh lâm sàng. Buổi này thì mình sẽ nói về xét nghiệm của các sản phẩm chuyển hóa của axit amin và ure. Purin, xin lỗi các bạn. Như vậy thì các sản phẩm chuyển hóa của axit amin và purin thì hôm nay mình sẽ học có amoniac nè, ure, creatinin và axit uric. Như vậy thì cách học mình cũng sẽ học tương tự với những cái bài trước thôi. Trong lúc học á thì các bạn có gì không hiểu hoặc là yêu cầu lặp lại hoặc là các bạn cần giảng lại một chỗ nào đó, hoặc là tốc độ của cô quá chậm quá nhanh á, thì các bạn có thể nhắn tin để điều chỉnh ha, hoặc là các bạn có thể bật mic và nói trực tiếp luôn. Rồi bạn nào mà có make up hoặc là quần áo đẹp đẽ rồi á thì mình có thể mở video để tương tác với nhau cũng được, khuyến khích các bạn mở video ha. Như vậy thì trong bài này mình sẽ học về amoniac, ure, creatinin và axit uric. Thì trong một chất như vậy á, mình sẽ học về cái trị số, về cái ý nghĩa của sự bình thường, hay là ý nghĩa của sự tăng, sự giảm, rồi thay đổi bệnh lý chính trên nồng độ của các chất. Rồi sau đó thì mình sẽ áp dụng để xử lý một số bài tập liên quan đến các chỉ số amoniac, ure, creatinin và axit uric. Tài liệu tham khảo thì hai tài liệu chính các bạn đã được học ở trong bài 1 và bài 2 thì mình vẫn sẽ tiếp tục học trong bài này ha. Đầu tiên mình sẽ đi đến cái chất đó là amoniac. Như vậy thì trước khi vào nói sâu vào amoniac thì mình sẽ nói cụ thể là về axit amin và purin sẽ chuyển hóa thành các chất amoniac, ure, axit uric và creatinin. Những chất này các bạn đều có thể đo được ở nồng độ ở trong máu hoặc là trong nước tiểu. Chính vì vậy khi đề cập đến những chất này hay nồng độ những chất này thì các bạn nói rõ luôn đó là nồng độ amoniac trong máu hay nồng độ amoniac trong nước tiểu, rồi nồng độ creatinin trong máu hay nồng độ creatinin trong nước tiểu nha, cẩn thận chỗ này. Cũng tương tự như phần bài 2 các bạn đã học thì bài này mình cũng sẽ học về chuyển hóa các chất. Đầu tiên sẽ là amoniac, thì nguồn gốc của amoniac á nó sẽ có hai vị trí chủ yếu. Thứ nhất là ở đại tràng. Chủ yếu amoniac sẽ được tạo ra ở đại tràng do sự phân hủy protein của thức ăn do vi khuẩn ở ruột. Và sau đó khi có sự phân hủy này thì protein sẽ phóng thích thành các axit amin và các axit amin sẽ được chuyển hóa và phóng thích thành NH3 hay là amoniac. Và amoniac trong ống tiêu hóa thì nó sẽ đi qua tĩnh mạch cửa ở gan. Bên cạnh cái nguồn mà từ thức ăn hay là từ đại tràng thì amoniac cũng được tạo ra bằng cái quá trình thoái hóa protein nội sinh. Protein nội sinh là những protein ở trong tế bào, nghĩa là khi tế bào bị thoái hóa nhiều thì sẽ dẫn đến trường hợp là protein nội sinh bị thoái hóa nhiều và đưa đến tình trạng là sinh ra nhiều amoniac. Và đồng thời các axit amin sẽ tạo ra quá trình chuyển và khử amin thì sẽ phóng thích amoniac vào lúc này. Khi mà protein chuyển thành axit amin rồi chuyển thành amoniac thì amoniac này trong cơ thể là một chất độc và nó sẽ ảnh hưởng đến não hay là hệ thần kinh nói chung. Chính vì vậy nó sẽ được chuyển hóa thành một chất không độc trong cơ thể dưới tác động của axit glutamic. Glutamin sẽ được tạo thành, đây là dạng không độc của amoniac ở trong máu ha. Và dạng amoniac tự do ở trong máu thì với một số tài liệu người ta quy ước là phải dưới 1 mg trên lít. Nếu trên con số này có nghĩa là có tình trạng nhiễm độc.
Rồi, glutamine sẽ được chuyển hóa như thế nào tiếp theo? Dưới tác động của glutamate thì glutamine sẽ đi vào tạo thành NH3 hay là amoniac và tiếp tục tạo thành ure nhờ có chu trình ure. Và ure này sẽ được thải qua nước tiểu. Như vậy, ure sẽ được tạo thành ở gan. Còn ở thận thì amoniac nó sẽ được thải ra ngoài nước tiểu dưới dạng là NH4 cộng hay là NH3 cộng với H cộng. Bên cạnh protein thì còn có bazoburin. Bazoburin sẽ bắt nguồn từ acid nucleic. Bazoburin này cũng chuyển hóa thành amoniac và cũng có thể gây độc. Và quy trình mà amoniac chuyển hóa thành chất không độc trong cơ thể tương tự với lại amoniac tạo thành từ protein. Trong cơ thể thì glutamine tồn tại khoảng nồng độ 60-100mg trên lít. Và đây là dạng vận chuyển quan trọng của amoniac trong máu ha. Như vậy thì các bạn đã biết được đó, là nguồn vào hay là đầu vào của amoniac. Rồi amoniac được chuyển hóa thành glutamine không độc. Và quá trình đào thải hay chuyển hóa amoniac thì sẽ tạo thành ure và muối amoni và đào thải qua nước tiểu. Như vậy thì chỉ cần có bất kỳ bất thường nào trong quá trình sản sinh cũng như đào thải thì đều đưa đến là sự bất thường của nồng độ amoniac ở trong máu. Về chỉ số bình thường của amoniac thì để đo amoniac người ta sẽ có nhiều phương pháp. Đo amoniac trong máu thì có thể đo theo NH3 hoặc là đo theo nitơ, và với những phương pháp khác nhau thì sẽ có những chỉ số khác nhau. Ở đây các bạn chỉ nhận xét giùm cô là người trưởng thành và trẻ em thì người nào, đối tượng nào sẽ có cái nồng độ amoniac trong máu cao hơn. Đối tượng nào các bạn? Rồi, nếu mà các bạn đã có nhận xét rồi thì mình ghi nhận lại ha. Như vậy hầu hết các bạn đều trả lời là trẻ em, như vậy là câu trả lời chính xác là trẻ em. Amoniac ở trong các mẫu máu khác nhau thì có thể có nồng độ khác nhau. Ví dụ máu mao mạch và máu tĩnh mạch thì sẽ có nồng độ khác nhau. Và các phương pháp đo lường khác nhau thì sẽ có nồng độ khác nhau. Chính vì vậy mình không yêu cầu các bạn phải học các khoản tham chiếu này. Mình chỉ nhận xét được là theo độ tuổi thì amoniac trong máu có nồng độ tăng hay giảm biến thế nào thôi. Về mẫu để đo amoniac này thì người ta sẽ lấy huyết tương. Huyết tương này sẽ được lấy vào lúc đói và không được dùng kháng sinh. Bởi vì kháng sinh á, một số kháng sinh có thể làm giảm amoniac trong máu. Và trong cái huyết tương này thì sẽ chứa cái chất chống đông, có thể là EPA hoặc là heparin đều được ha. Về bảo quản mẫu á, thì mình có thể cho vào thùng đá ly tăng ở 4 độ C để loại nhanh tế bào. Bởi vì hồi nãy mình đã nói rồi, cái sự mà phá hủy tế bào và chuyển hóa protein nội sinh thì nó sẽ đưa đến tình trạng là tăng amoniac trong máu. Chính vì vậy mình phải làm lạnh mẫu bằng cách là cho vào thùng đá và loại nhanh tế bào bằng cách là ly tăng. Với xét nghiệm này á, thì mình cần thực hiện ngay trong vòng 20 phút thôi, không để quá lâu. Như vậy, amoniac sẽ có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của amoniac thì mình sẽ áp dụng trong chẩn đoán hội chứng Ray nè, đánh giá sự chuyển hóa nè, và theo dõi bệnh gan đáp ứng điều trị, theo dõi trong dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Tại sao trong đánh giá sự chuyển hóa thì lúc nãy là mình thấy quy trình chuyển hóa của amoniac rồi. Nếu amoniac trong máu tăng á, thì chứng tỏ là có sự tăng nhập hoặc là
phá hủy, tăng thoái hóa protein hoặc thoái hóa acid uric, thoái hóa basal burin. Chính vì vậy á, khi mà có sự rối loạn chuyển hóa thì sẽ đưa đến sự tăng amonit trong máu. Rồi theo dõi bệnh gan và đáp ứng điều trị. Các bạn đều biết đó là gan là nơi mà chuyển hóa amonit thành ure. Chính vì vậy nếu có bệnh gan, ví dụ như là xơ gan hoặc suy gan, có nghĩa là tế bào gan không có khả năng tổng hợp được ure từ amonit nữa, thì lúc đó nồng độ amonit trong máu sẽ tăng lên ha. Rồi theo dõi dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Bởi vì hồi nãy mình nói có một đoạn là amonit ở trong đường tiêu hóa nó sẽ chuyển đến tĩnh mạch cửa, đến gan, và tại gan thì sẽ được chuyển hóa thành ure. Nếu dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch và khi đó thì cái lượng mà protein được thoái hóa tăng lên thì lúc đó cái amonit trong máu cũng sẽ tăng lên. Đó là một chỉ thị cho cái việc mà mình theo dõi trong cái việc mà nuôi ăn qua đường tĩnh mạch. Như vậy amonit trong máu sẽ tăng khi nào? Amonit trong máu tăng thì sẽ đưa đến tình trạng là mất thăng bằng kiềm toan và rối loạn chức năng của não. Trong những trường hợp đó là suy tế bào gan nặng. Như hồi nãy đã giải thích rồi, suy tế bào gan nặng thì gan không có khả năng chuyển hóa amonit thành ure nữa. Rồi xuất huyết tiêu hóa do gan tăng amonit ở trẻ sơ sinh và nối thông tĩnh mạch cửa với tĩnh mạch chủ dưới. Cái này có nghĩa là trong một số trường hợp khi tăng áp lực tĩnh mạch cửa, nếu tăng áp lực tĩnh mạch cửa như vậy thì người ta sẽ tìm cách để giảm áp lực tĩnh mạch cửa, và nếu nối thông áp lực nối thông tĩnh mạch cửa với tĩnh mạch chủ dưới có nghĩa là không qua gan, như vậy là mình sẽ giảm được áp lực tĩnh mạch cửa. Tuy nhiên cái việc mà nối tĩnh mạch như thế không qua gan thì dẫn đến tình trạng là amonit sẽ không được gan chuyển hóa thành ure. Chính vì vậy amonit trong máu nó sẽ tăng và nó sẽ gây độc. Độc ở đây nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến chức năng của não và mất thăng bằng kiềm toan. Rồi giảm bài tiết amonit qua thận thì trong các nhiều trường hợp các chất khác nhau thì các bạn sẽ thấy là nếu quá trình đào thải có vấn đề thì cái nồng độ trong máu nó sẽ bị ứ lại và nó tăng lên. Một số yếu tố khác ở đây là yếu tố không phải bệnh lý ha, cũng ảnh hưởng đến nồng độ amonit trong máu. Ví dụ như là thức ăn dùng nhiều protein thì dẫn đến là protein tăng thoái hóa thành amonit và dẫn đến là tăng amonit trong máu. Rồi một số thuốc có thể làm tăng hoặc là làm giảm amonit. Ví dụ hồi nãy mình nói trong trường hợp là lấy mẫu amonit cần phải xử lý ngay và không có được dùng kháng sinh á, thì kháng sinh trong trường hợp này nó làm giảm amonit. Rồi tập thể dục có thể làm tăng amonit ha. Nắm tay hoặc là garo quá chặt khi lấy máu cũng có thể làm tăng nồng độ amonit trong máu. Rồi hiện tượng tan máu. Hiện tượng tan máu này nó sẽ làm phóng thích các protein nội sinh, dẫn đến là thoái hóa protein hàng loạt và dẫn đến là tăng amonit trong máu. Chính vì vậy lúc nãy mình nói là cần phải làm xét nghiệm này ngay khi lấy mẫu và cần bảo quản trong thùng đá ở nhiệt độ là 4 độ C. Ngoài ra thì do thức ăn này nè, thì mình cần phải nhắc bệnh nhân là nên nhịn ăn 8 tiếng nếu được, có thể là chỉ cho uống nước thôi. Rồi không hút thuốc trước khi làm xét nghiệm ha. Trong trường hợp suy tế bào gan nặng, nguyên nhân chính là xơ gan giai đoạn cuối và lúc này có hiện tượng là hoại tử tế bào gan cấp. Có thể là do viêm gan siêu vi hoặc do nhiễm độc hoặc là do thuốc v.v. Thì trong trường hợp này, gan chỉ giảm chức năng tổng hợp ure ở giai đoạn rất trễ và không phục hồi lại được. Chính vì vậy, mình nói là suy tế bào gan nặng chứ không phải là suy tế bào gan không ha.
bởi vì gan của mình nó có khả năng bù trừ khá là cao, cho nên á, trong trường hợp nặng và hoại tử tế bào gan thì trong trường hợp đó amoniac máu nó mới không được chuyển hóa thành ure và nồng độ amoniac máu nó sẽ tăng lên rất cao, trong khi đó nồng độ ure máu nó sẽ thấp. Và khi nồng độ amoniac máu tăng cao như vậy á, thì sẽ dẫn đến là độc tế bào thần kinh. Và biểu hiện thì có thể là có triệu chứng thần kinh của hôn mê gan. Các triệu chứng thần kinh này ví dụ như là tăng trương lực cơ nè. Tăng trương lực cơ thì các bạn sẽ có thể thấy những triệu chứng giống như động kinh, rồi tăng phản xạ, vàng da nặng, hôn mê gan. Hôn mê gan là khi mà tình trạng amoniac máu nó tăng rất cao. Hồi nãy mình nói là amoniac máu nó sẽ gây độc cho cơ thể khi mà lớn hơn 1mg trên lít. Nhưng mà khi lớn hơn đến 3mg trên lít thì khả năng là có thể xảy ra tình trạng tăng amoniac máu. Có thể là xảy ra tình trạng là hôn mê gan. Như vậy thì nếu xơ gan tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì mình sẽ nối tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ dưới, thì dẫn đến là amoniac không qua gan và amoniac máu sẽ tăng. Thì cái này lúc nãy đã giảng các bạn rồi, mình nhắc lại một lần nữa. Rồi, amoniac máu sử dụng trong trường hợp xuất huyết tiêu hóa. Thì trong trường hợp xuất huyết tiêu hóa, nồng độ amoniac máu tăng có thể giúp mình phân biệt được đó là xuất huyết tiêu hóa do xơ gan hay là xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. Bởi vì trong trường hợp xuất huyết do tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng thì amoniac máu sẽ gần như không thay đổi. Còn nếu do xơ gan á, thì nguyên nhân là suy tế bào gan không thể chuyển hóa amoniac thành ure, chính vì vậy amoniac máu nó sẽ tăng. Ở trẻ sơ sinh thì amoniac máu nó sẽ tăng rất cao. Nếu mà ứ lơ sinh thì nó sẽ tăng các acid amin do thiếu enzyme. Ví dụ các enzyme có thể thiếu đó là carbamin phosphate hoặc là ornithine carbamin transferase. Đây là những enzyme nằm trong chu trình glutamine hoặc là chu trình ure ha. Chính vì vậy, khi không có chuyển hóa thành glutamine hoặc là ure được thì amoniac máu nó mới tăng. Tóm lại, mình đã học xong về amoniac máu. Amoniac máu sẽ tăng trong các trường hợp hội chứng Gray nè. Rồi các bệnh liên quan đến tế bào gan không thể chuyển hóa amoniac thành ure, ví dụ như xơ gan, suy gan, hôn mê gan. Rồi xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa do xơ gan thì sẽ làm tăng amoniac máu. Trong các bệnh thận là do không đào thải được amoniac dưới dạng amoni á, thì lúc này amoniac máu sẽ tăng. Rồi hội chứng 3H. 3H này là thiếu ba cái bị thiếu ba cái enzyme liên quan đến ba cái protein. Ba protein này thì lại nằm trong chu trình ure, chính vì vậy nó sẽ dẫn đến là tình trạng tăng amoniac máu. Rồi tăng huyết áp thoáng qua ở trẻ sơ sinh, bệnh bẩm sinh chuyển hóa ure hoặc là nhiễm trùng đường tiêu hóa, dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch hoặc là cắt niệu quản. Mình đã bàn xong về amoniac trong máu, thì đến đây mình sẽ bàn tiếp về amoniac trong nước tiểu hay là amoniac niệu. Amoniac trong nước tiểu á, thì nó sẽ ít quan trọng hơn amoniac trong máu, và ion mà được thải ra bên ngoài nước tiểu đó là amoni NH4+. Cái việc đào thải amoniac này nó sẽ tham gia vào cái quá trình thăng bằng kiềm toan hay là thăng bằng axit bazơ á. Và cái phần thăng bằng axit bazơ thì các bạn sẽ được học ở cái bài điện giải. Người bình thường thì sẽ thải khoảng 1 gram ion NH4+ trong một ngày. Thường thì người ta sẽ định lượng amoniac trong nước tiểu để khảo sát chức năng thận. Có hai trường hợp mình có thể khảo sát. Đó là đánh giá H+.
đánh giá H cộng này thì mình sẽ có thể theo dõi một cái sự bị toan máu, nguyên nhân là ngoại thận. Còn nếu trường hợp thứ hai thì mình sẽ có khả năng là khảo sát toan hóa nước tiểu. Ví dụ nếu mà mình đánh giá NH4 cộng amoni này trong nước tiểu giảm, có nghĩa là cái việc NH3 được đào thải ra bên ngoài giảm, mà NH3 và H cộng thì được đào thải chung với nhau. Chính vì vậy, H cộng đã bị ứ bên trong cơ thể, dẫn đến là tình trạng bị toan hóa máu và toan hóa nước tiểu ha. Rồi, mình đi đến một ý số 2 nữa, đó là về ure. Mình đã hoàn thành xong amoniac ha. Chất thứ hai mình đề cập ở đây sẽ là ure. Ure và chỉ số bun. Bun chính là nitơ trong ure máu. Chính vì vậy á, mình sẽ có một cái mối liên hệ. Bây giờ hỏi A gam trên lít ure thì sẽ bằng bao nhiêu gam trên lít bun? Các bạn có thể đổi giúp cô nha. Ure thì nó sẽ có phân tử khối á, là 60. Còn bun là chỉ số của nitơ, nitơ là 14. Làm sao bạn có được con số 2,14? Rồi. Như vậy thì ure sẽ được tạo thành ở gan và từ chu trình ure. Chu trình ure này thì lúc nãy mình cũng có nhắc ở trong cái phần amoniac đó. Ure thì sẽ được lọc và tái hấp thu bài tiết ở thận. Ngoài thận ra thì còn có thể bài tiết qua nước tiểu, qua mồ hôi hoặc là qua phân. Rồi, ure niệu sẽ chiếm khoảng 80-90% nitơ ở trong nước tiểu. Và nếu mình dùng xét nghiệm ure trong máu thì thường là sẽ dùng trong chẩn đoán các bệnh gan hoặc là thận. Rồi, lượng ure bài tiết thì nó sẽ bị thay đổi và nó bị phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố bên ngoài. Ví dụ như là chế độ ăn. Ăn nhiều protein thì sẽ tăng đào thải ure nè. Rồi sốt thì cũng sẽ tăng lượng ure trong máu, hoặc là đái tháo đường, hoặc là tăng các hoạt động của tuyến thượng thận. Rồi bình thường thì ure máu sẽ có chỉ số là khoảng tầm 0,2-0,5 gam trên lít. Con số này thì các bạn cũng không cần nhớ, bởi vì nó có thể khác nhau giữa người lớn và trẻ em, cũng như là giữa các phương pháp khác nhau. Rồi ure thì sẽ được phân phối đều trong 24 giờ. Về chỉ số bun thì sao? Bun thì sẽ tăng đáng chú ý trong cái trường hợp là tổn thương chức năng cầu thận mạng nè, trong bệnh thận mạng nè. Và bun á, nó sẽ tương quan tốt với là ure máu hơn creatinine huyết thanh ha. Về mẫu để xét nghiệm thì thường người ta sẽ ưu tiên dùng mẫu huyết thanh và dùng máu tĩnh mạch. Ví dụ khi vào bệnh viện, nếu bệnh nhân có vấn đề bối rối hoặc là mất phương hướng hoặc là co giật á, mà chưa rõ nguyên nhân, thì lúc này người ta có thể kiểm tra nhanh cái chỉ số bun này. Nếu mà nồng độ cao thì có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng của bệnh nhân ha. Bình thường thì bun có giá trị như các bạn thấy, ở người trưởng thành thì tầm 6-20mg trên decilit, ở người cao tuổi thì 8-23 và ở trẻ em là 5-18. Như vậy các bạn sẽ thấy người cao tuổi sẽ có xu hướng tăng cao hơn so với người trưởng thành. Còn trẻ em thì thấp hơn. Chính vì vậy, nếu trẻ em mà có cái nồng độ bằng với cái nồng độ của người trưởng thành thì xem như đó là mức tăng của trẻ em ha.
Và ure máu khi mà hoặc là chỉ số bun khi mà tăng trên 100 mg trên decilit thì đó thể hiện tình trạng nguy kịch. Sự chuyển hóa nhanh protein và suy chức năng thận á, thì nó sẽ làm tăng chỉ số bun. Chính vì vậy, đây là chỉ số đáng lưu ý trong tổn thương chức năng cầu thận mạng. Như vậy, chỉ số bun này hay là ure máu tăng khi nào? Thì ở đây mình đề cập đến chỉ số bun trước một chút nữa, mình sẽ đề cập đến ure máu và các bạn sẽ thấy là có một cái sự tương tự với nhau. Chính vì vậy các bạn có thể chọn học một trong hai để giảm tải áp lực học hành ha. Về bun, bun nó sẽ tăng khi mà suy giảm chức năng thận, ví dụ như là suy tim xung huyết nè, hoặc là sốc mất muối mất nước, stress hoặc là nhồi máu cơ tim cấp. Rồi, bệnh thận mãn tính cũng sẽ đưa đến trường hợp là tăng chỉ số bun, ví dụ trong cái trường hợp viêm cầu thận mạn, hoặc là tắc đường niệu dẫn đến không đào thải được ure ra bên ngoài thì nó sẽ dẫn đến là tăng chỉ số bun và tăng ure máu. Rồi, xuất huyết tiêu hóa thì lúc này là do tăng chuyển hóa protein. Tăng chuyển hóa protein thì sản phẩm cuối cùng của nó sẽ là ure và lúc này ure máu cũng tăng. Rồi, toan cetone do đái tháo đường hoặc là những trường hợp tăng dị hóa. Việc tăng dị hóa ở đây ví dụ như là trong trường hợp là bị phỏng hoặc là bị ung thư thì tăng thoái hóa các protein nội sinh của tế bào á, thì sẽ đưa đến tình trạng là tăng chỉ số bun. Rồi khi mà dùng các steroid đồng hóa thì nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là tăng chỉ số bun. Bun giảm khi nào? Giảm trong trường hợp là giảm sản xuất. Giảm sản xuất thì bun được sản xuất bởi gan hay là được chuyển hóa từ các chất độc, ví dụ như amoniac thành ure ở gan. Cho nên tình trạng suy gan nặng thì bun sẽ giảm. Rồi to đầu chi hoặc là suy dinh dưỡng ăn ít protein. Hồi nãy mình nói đó là ure nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi chế độ ăn, và khi ăn ít protein nghĩa là cung cấp ít protein lại thì ít sự thoái hóa và ít sự chuyển hóa thành ure, cho nên nồng độ ure máu sẽ thấp. Hoặc là giảm hấp thu. Giảm hấp thu thì cũng tương tự tình trạng suy dinh dưỡng hoặc là ăn ít protein ha. Hội chứng thận hư. Rồi bệnh SIDA-ADH. Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số bun hoặc là ure nói chung đó là protein. Protein hấp thu vào khi mà ăn ít protein, nhiều carbohydrate thì sẽ làm giảm chỉ số bun và giảm cả ure nữa. Trẻ em, phụ nữ thì thường sẽ thấp hơn người trưởng thành. Rồi thai kỳ cuối á, thì sẽ có cái việc là tăng thể tích huyết tương dẫn đến là tình trạng giảm chỉ số bun. Về người già có thể là tăng chỉ số ure máu hoặc là bun thì lúc này là tăng do thận thận không đào thải được thì dẫn đến là tăng chỉ số bun hoặc là tăng ure máu. Cho ăn qua đường tĩnh mạch dẫn đến là thừa dịch, mà thừa dịch thì có thể làm giảm chỉ số bun. Như vậy, thay đổi sinh lý máu của ure, ure trong máu sẽ tăng theo tuổi và chế độ ăn giàu hoặc là ít protein cũng sẽ dẫn đến là thay đổi cái nồng độ ure trong máu. Rồi các thuốc có thể làm tăng nồng độ ure trong máu, ví dụ như corticoid hoặc là tetraxylin. Khi có thai hoặc là dùng các thuốc chống động kinh hoặc là uống rượu hút thuốc thì sẽ làm giảm chỉ số ure máu. Thay đổi theo mùa và nghề nghiệp, ví dụ như những cái nghề mà cần phải lao động nặng thì dẫn đến là thoái hóa protein nhiều hơn, ví dụ nghề nông. Nghề nông thường sẽ có cái nồng độ chỉ số bun trong máu cao hơn so với những nghề lao động tự do nhẹ nhàng hơn khác. Rồi hoạt động thể lực kéo dài thì cũng sẽ làm dẫn đến là tăng chỉ số ure máu ha. Nếu tăng ure máu bệnh lý, tăng ure máu bệnh lý thì bây giờ mình sẽ xét đến vấn đề thận. Khi mà nhắc đến ure máu á, thì người ta thường nghĩ đến gan hoặc thận. Tuy nhiên, như nãy giờ mình phân tích, thì nếu đối với gan thì ure máu nó sẽ chỉ tăng khi mà gan không còn khả năng bù trừ nữa, có nghĩa là bệnh suy gan nặng. Còn trong bệnh thận á,
thì nó sẽ thể hiện rõ hơn. Ví dụ như tại thận nghĩa là lúc này cầu thận bị tổn thương, ống thận bị tổn thương, dẫn đến là ure không được thải ra bên ngoài nhiều, thì dẫn đến là tăng ure máu. Rồi trước thận thì ví dụ như bất thường về tuần hoàn thì cũng sẽ đưa đến tình trạng là tăng ure trong máu. Sau thận thì đó là tình trạng tắc nghẽn đường niệu đó, thì cũng sẽ dẫn đến là không đào thải được ure qua nước tiểu, dẫn đến là tăng ure trong máu. Như vậy thì mình sẽ xét các nguyên nhân tăng ure máu mà tại thận nha, tại thận hay là do thận, thì đó là trong các bệnh ví dụ như suy thận. Phần này các bạn xem kỹ để cái bài 4 mình sẽ học dễ hơn. Khi suy thận, ví dụ như do suy tim, do mất nước hoặc là do bị stress, do nhồi máu cơ tim. Rồi viêm cầu thận cấp, do nhiễm khuẩn hoặc là do dị ứng, thì lúc này sẽ có những tình trạng như là bị phù, bị tiểu ít lại, tăng huyết áp, tiểu protein và có tiểu ra máu. Trong những trường hợp viêm cầu thận cấp như vậy á, thì ure máu nó sẽ tăng lên đến khoảng 1 gram trên lít hoặc là có thể cao hơn. Nếu ure máu tăng cao thì cũng có thể dẫn đến hôn mê. Như vậy hồi nãy các bạn thấy ha, amoniac máu tăng có thể dẫn đến hôn mê, ure máu tăng cũng có thể dẫn đến hôn mê. Nếu một tình trạng hôn mê mà các bạn chưa rõ nguyên nhân thì có thể xem xét đánh giá hai chỉ số này. Rồi, viêm cầu thận mãn cấp thì ure máu nó cũng có thể tăng từ từ hoặc từng đợt. Rồi, viêm ống thận cấp. Viêm ống thận cấp cũng có thể làm dịch cho ure máu tăng. Viêm thận mạn cũng có thể làm ure máu tăng. Rồi, hội chứng ure máu cao. Đây là một cái bảng mà xét về tiên lượng trong bệnh thận dựa vào chỉ số ure máu. Tuy nhiên, cái bảng này không có tính chất là tuyệt đối ha. Nhiều bệnh nhân có thể là có ure máu tăng và vẫn sống kéo dài, chứ không có nghĩa là tử vong. Nếu bệnh nhân đó không phải là do vấn đề tăng ure máu nguyên phát là do thận, mà có thể là do thứ phát. Và nếu mà mình điều tra được nguyên nhân thì mình sẽ điều trị khỏi cho bệnh nhân. Và lúc này điều trị thích hợp thì chức năng thận của bệnh nhân sẽ được hồi phục. Ví dụ một số bệnh như là u tuyến tiền liệt hoặc là sỏi thận nè. Sỏi thận thì sẽ dẫn đến tắc nghẽn đường niệu và lúc này thì có thể làm tăng ure máu. Nhưng khi mình đã loại bỏ sỏi thận rồi thì đương nhiên là ure máu của bệnh nhân sẽ dần dần trở về bình thường. Rồi, tăng ure máu trong một số trường hợp trước thận. Trước thận có nghĩa là giảm lưu lượng máu đến thận để thận có thể lọc. Ví dụ đó là trường hợp suy tim ứ huyết, hoặc là tăng cái lượng ure ở trong máu do thoái hóa protein, đó là trường hợp xuất huyết tiêu hóa hoặc là có chấn thương. Những trường hợp này thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là chảy máu và thoái hóa các protein nội sinh thì sẽ đưa đến là tăng ure máu. Rồi mất nước, mất muối rồi hoặc là choáng thì cũng có thể làm tăng ure máu ha. Tăng ure máu sau thận có nghĩa là những trường hợp tắc nghẽn. Khi tắc nghẽn đường niệu thì nó sẽ dẫn đến trường hợp là giảm bài tiết. Và khi giảm bài tiết như vậy thì cũng sẽ đưa đến việc là tăng ure máu. Ví dụ đó là các dị tật bẩm sinh của thận hoặc là đường tiết niệu. Rồi sỏi thận hoặc là sỏi niệu quản, lao thận, lao niệu quản, lao bàng quang hoặc là hẹp đường niệu do chấn thương. Nếu mình chia nguyên nhân là do tăng thoái hóa protein, hồi nãy là mình chia nguyên nhân là trước thận, tại thận hoặc là sau thận, còn cái này mình chia những nguyên nhân ví dụ như là nguyên nhân tăng sản sinh ure thì sẽ đưa đến là tăng ure máu. Thì trong những nguyên nhân mà làm tăng sản sinh ure đó thì có nguyên nhân là tăng thoái hóa protein.
khi mà tăng thoái hóa protein thì sẽ đưa đến tình trạng là chấn thương phần mềm, hoặc là khi làm phẫu thuật lớn hoặc là bị phỏng nặng á, thì lúc này sẽ có nhiều tế bào bị phá hủy và dẫn đến là chuyển hóa thành ure và dẫn đến là ure máu tăng, hoặc sốt vàng da, chảy máu. Lúc này thì thường là do sán khuẩn gây nên. Và ở trong tình trạng này thì các bạn có thể gặp đó là hội chứng gan thận cấp. Và protein trong trường hợp này thì cũng sẽ bị phá hủy rất là nhiều, dẫn đến là ure máu nó sẽ tăng. Rồi, bị độc giáp trạng cũng có thể làm tăng ure máu do phá hủy protein khi nhịn đói lâu ngày. Đây là những trường hợp mà nhịn đói lâu ngày hoặc là ăn kiêng quá mức á, thì sẽ dẫn đến tình trạng là sử dụng protein dự trữ thay cho việc sử dụng glucid. Chính vì vậy nó sẽ đưa đến tình trạng là thoái hóa protein và đưa đến là tăng ure máu, rồi chảy máu não hoặc là viêm não cấp. Trong những trường hợp mà tai nạn giao thông ha, mà có xảy ra là chấn thương sọ não hay là xuất huyết não, thì lúc này cái lượng ure trong máu nó sẽ tăng rất là nhiều, và đó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà người ta sử dụng để chẩn đoán cũng như là tiên lượng về cái xuất huyết não. Giảm ure máu. Giảm ure máu khi mà gan không có khả năng sản sinh được ure máu nữa. Ví dụ đó là trường hợp suy gan nặng, tổn thương gan do nhiễm độc gì nè, hoặc là nhiễm độc các kim loại khác, rồi xơ gan, nghiện rượu, ung thư gan. Khi mà ure máu giảm dưới 2 mmol trên lít ở người lớn và giảm ure niệu thì sẽ gặp ở giai đoạn cuối của suy gan, và lúc này có một điều chứng tỏ được đó là chức năng tạo ure đã giảm và không hồi phục lại được. Chế độ ăn nghèo protein thì sẽ dẫn đến là không có nguồn cung protein thì sẽ không có ure máu hay là giảm ure máu. Rồi truyền dịch quá nhiều, khi mà cùng một lượng ure đó trong máu nhưng thể tích dịch lại tăng lên. Ví dụ như là khi truyền dịch nhiều thì nó sẽ làm loãng máu và dẫn đến là cái việc mình đo là mình chỉ đo nồng độ thôi, thì cho nên nó sẽ dẫn đến là làm giảm nồng độ ure trong máu. Rồi hội chứng thận hư hoặc là to đầu chi thì sẽ làm giảm ure máu. Phần tiếp theo mình sẽ nói đến đó là ure ở trong nước tiểu. Với ure ở trong nước tiểu này thì bình thường sẽ có khoảng tầm 200 tới 500 mmol. Ure trong nước tiểu thì rất là dao động và nó chỉ có ý nghĩa khi mình so sánh với ure trong máu hay là ure huyết tương. Các thuốc lợi tiểu thì thường nó sẽ có tác dụng là tăng cái lượng nước tiểu đào thải và tăng ure đào thải. Chính vì vậy khi sử dụng các thuốc lợi tiểu á, thì khả năng là sẽ tăng ure nước tiểu. Một số điều cần chú ý khi mà xét nghiệm ure máu và ure nước tiểu đó là: thứ nhất, thăm khám bệnh nhân một cách toàn diện, tăng ure máu và giảm ure nước tiểu. Hai việc này xảy ra song song sẽ dẫn đến tình trạng là đáng lưu ý nhất đó là vấn đề ở thận ha. Bởi vì khi thận bị ứ ure máu trở lại thì ure máu nó sẽ tăng, ure nước tiểu nó sẽ giảm. Ở trẻ em càng ít tuổi thì lại phải càng chú ý khi mà ure máu tăng trên một ngưỡng nào đó, ví dụ ở đây mình ghi là 0,3 gram trên lít, thì cần phải chú ý, trong khi ở người lớn thì cái mức này có thể là cao hơn. Rồi những bệnh nhân mà ăn ít protein và uống nhiều nước thì chú ý khi mà ure máu chỉ vừa mới ở mức là 0,35 gram trên lít thôi thì cũng đã phải nghi ngờ là có vấn đề tăng ure máu. Như vậy qua cái bảng này thì các bạn có thể có một nhận xét đó, là cái tốc độ đào thải ure qua nước tiểu ở trẻ em và người lớn sẽ thay đổi như thế nào, ở đối tượng nào sẽ cao hơn.
Các bạn có thể tự nhận xét và ghi vào chỗ này nha. Rồi, rõ ràng là mình thấy ở trẻ em 5 tuổi á, thì tốc độ là 0,61 gram trên ký trên 24 giờ, trong khi đến người trưởng thành thì chỉ còn 0,4, và sau 50 tuổi thì tốc độ giảm chỉ còn 0,25 hoặc là 0,2 thôi. Nguyên nhân thì thường sẽ đánh giá là do chức năng thận. Và các bạn thấy nếu ở trẻ em đào thải nhiều, nghĩa là cái lượng ure trong máu nó sẽ ít hơn so với người lớn. Chính vì vậy nếu ở trẻ em chỉ cần tăng lên một cái lượng nhỏ hoặc là bằng cái mức bình thường của người lớn thôi thì cũng có thể cân nhắc là tăng ure máu ở trẻ. Một chất khác mình sẽ tìm hiểu đó là creatinine. Creatinine này được tạo ra bởi cơ. Thì ở đây mình sẽ nói rõ hơn là được tạo ra như thế nào và được đào thải như thế nào. Thì qua quá trình tạo ra và đào thải á, thì mình có thể cân nhắc được những trường hợp nào là sẽ làm tăng creatinine và những trường hợp nào sẽ làm giảm creatinine trong máu. Rồi, cũng như hai chất khác, hai chất hồi nãy mình vừa học, thì creatinine cũng có thể được đo ở trong nước tiểu. Có một cái phản ứng xảy ra ở thận, đó là phản ứng giữa arginine và glycine. Phản ứng này nó sẽ tạo thành một chất gọi là ornithine và glycosiamine. Chất glycosiamine này nó sẽ đến gan và được gan chuyển hóa thành creatine. Chính vì vậy ở đây cũng mới ghi là gan tạo ra creatine. Và creatine này sẽ đi vào máu, đến tế bào cơ. Và tại đây, tại cơ, thì creatine sẽ được chuyển thành creatine phosphate. Và creatine phosphate thì sẽ chuyển thành creatinine. Chính vì vậy, lượng creatinine được tạo ra, nó sẽ tỷ lệ theo lượng cơ. Và creatinine thì nó sẽ được lọc qua cầu thận, không tái hấp thu ở ống thận và được thải vào nước tiểu. Tạo thành creatinine phụ thuộc khối lượng cơ như vậy á, thì chính mình sẽ thấy là ở nam giới á, thì lượng creatinine nó sẽ cao hơn so với nữ. Nếu trường hợp cả creatinine máu đều tăng cùng với ure máu á, thì cái creatinine máu nó sẽ đáng lo ngại hơn so với ure máu ha. Vậy về ý nghĩa của creatinine trong máu, thì chỉ số creatinine này nó sẽ giúp mình thứ nhất là đánh giá được chức năng lọc của cầu thận, thứ hai là theo dõi tiến triển được của chức năng thận trong bệnh thận. Mẫu để mình đánh giá creatinine trong máu tốt nhất vẫn là sử dụng mẫu huyết thanh. Mẫu huyết thanh này được đánh giá sau khi mà ly tâm tách huyết khối và huyết thanh sẽ được đánh giá, hoặc là mình có thể sử dụng mẫu máu mà có chứa chất chống đông là heparin. Rồi, nhắc cho các bạn luôn thì trong cái phần creatinine này các bạn xem lại cái công thức MDRD, buổi sau mình sẽ nhắc ha. Buổi sau là buổi liên quan đến chức năng thận thì mình sẽ ôn lại về công thức MDRD và công thức tính độ thanh thải creatinine. Như vậy, nhìn vào các chỉ số bình thường thì creatinine trong máu thay đổi như thế nào giữa nam và nữ? Rõ ràng là nữ sẽ thấp hơn, bởi vì nữ sẽ có khối lượng cơ ít hơn. Rồi, trẻ em và người trưởng thành thì cũng tương tự, với lý do là khối lượng cơ nên trẻ em sẽ thấp hơn so với người trưởng thành. Rồi, tỷ số bun trên creatinine trong máu bình thường là khoảng từ 10 cho đến 20, mà thường là dao động trong khoảng 10. Giá trị đáng lưu ý đó là khi mà 10 gram trên decilit creatinine trong máu ở bệnh nhân không lọc máu. Về thay đổi sinh lý thì nồng độ creatinine sẽ thấp hơn ở trẻ em, người cao tuổi thì có thể hơi tăng, và khi có thai thì nồng độ creatinine trong máu này có thể giảm, hoặc là khi dùng các thuốc chống động kinh.
dùng các thuốc lợi tiểu hoặc là dùng các thuốc salicylate thì nó sẽ dẫn đến là tình trạng là tăng creatinine máu về đêm, không bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn và thoái hóa protein. Như vậy, nếu các bạn so sánh với ure máu và amoniac trong máu thì rõ ràng là creatinine trong máu ổn định hơn và đáng tin cậy hơn. Về phụ thuộc khối lượng cơ thì creatinine phụ thuộc khối lượng cơ. Chính vì vậy, trong một số trường hợp á, thì người ta xem xét là dùng một chất khác để đánh giá chức năng lọc cầu thận, mà cái này các bạn có thể đã học rồi, ví dụ như là inulin hoặc là cystatin C. Rồi, bởi vì phụ thuộc khối lượng cơ cho nên cái creatinine trong máu nó sẽ giảm trong các bệnh như là bệnh cơ hoặc là bệnh bại liệt. Creatinine trong máu tăng trong các trường hợp như là bệnh nội tiết mà có liên quan đến cơ, ví dụ như là bị hội chứng người khổng lồ nè, to đầu chi nè, thì những trường hợp này là do tăng lượng cơ cho nên sẽ tăng creatinine trong máu. Rồi, trong trường hợp tăng ure máu trước thận, nghĩa là giảm dòng máu đến thận á, thì cũng có thể đưa đến tình trạng là tăng creatinine trong máu. Rồi, tăng ure máu sau thận, ví dụ như tắc nghẽn đường niệu mà do sỏi hoặc là do chấn thương hoặc là hẹp niệu đạo á, thì cũng có thể dẫn đến là tăng creatinine trong máu. Rồi, tăng bạch cầu, cường giáp hoặc là bị gút thì dẫn đến là tăng creatinine trong máu. Rồi, rối loạn chức năng thận. Cái phần rối loạn chức năng thận này là phần đáng chú ý nhất khi mình đề cập đến chỉ số creatinine trong máu, bao gồm suy thận cấp và cả suy thận mạn. Trong suy thận cấp thì creatinine trong máu sẽ đáng chú ý khi mà nó tăng trên cái ngưỡng là 100mg trên lít lọc thận khi có triệu chứng tiêu hóa. Rồi suy thận mạn thì có thể trong các trường hợp là viêm cầu thận, viêm ống thận kẽ hoặc là bệnh hệ thống, rối loạn tuần hoàn thận và có thể tiến triển thành hội chứng ure máu cao. Hai slide này thì chỉ là hai slide tóm tắt lại thôi, là nãy giờ những gì mình đã nói rồi. Như vậy, khi có sự không đồng nhất giữa creatinine trong máu và ure máu thì mình sẽ xem xét như thế nào? Ví dụ trường hợp người A có nồng độ ure trong máu cao hơn so với người B và nồng độ thấp hơn so với người B, nhưng mà nồng độ creatinine trong máu thì lại cao hơn so với người B. Như vậy A và B thì ai sẽ có cái mức độ suy thận nặng hơn? Thì trả lời ở đây mình sẽ căn cứ nhiều về cái nồng độ creatinine trong máu. Bởi vì nồng độ ure trong máu á, nó có khả năng là bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, ví dụ như là chế độ ăn hoặc là vận động. Rồi, việc sử dụng song song cái xét nghiệm ure và creatinine trong máu thì nó sẽ hỗ trợ mình chẩn đoán bệnh tốt hơn. Và một cái yếu tố nữa mình có thể sử dụng đó là chỉ số Bull hồi nãy mình có nói nè. Đây, chỉ số Bull trên creatinine trong máu thì dựa vào cái nồng độ ure máu mình tính được là Bull. Rồi mình chia lại cho tỷ lệ creatinine trong máu thì lúc này mình sẽ thấy có một cái sự thay đổi và mình có thể kết luận là A suy thận nặng hơn B. Và nguyên nhân dẫn đến là cái sự bất xứng giữa ure máu và creatinine trong máu giữa người A với người B đó là có thể do A ít ăn protein hơn B. Về ảnh hưởng của thuốc đến creatinine trong máu thì các thuốc mà có thể ảnh hưởng lên độ lọc cầu thận thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là tổn thương nhu mô thận nè, hoại tử ống thận do nhiễm độc, ví dụ như là các thuốc
amin nhóm aminoxit như gentamicin, rồi thay đổi huyết động học toàn thân do giảm thể tích nước tiểu thì cũng có thể làm tăng cái nồng độ creatinine trong máu. Rồi thay đổi huyết động học do ức chế sự tổng hợp của prostaglandin, ví dụ trong trường hợp dùng indomethacin, hoặc ức chế sự bài tiết của creatinine ở ống thận, ví dụ như thuốc lợi tiểu spironolactone hoặc là acid salicylic ha, thì nó có thể là ức chế sự bài tiết của creatinine dẫn đến là tăng nồng độ creatinine trong máu. Về các yếu tố ảnh hưởng thì sẽ có acid ascorbic hay là vitamin C nồng độ cao, cephalosporin, trường hợp này là tăng creatinine nhưng là tăng giả. Rồi thuốc ảnh hưởng đến chức năng thận thì dẫn đến là thận sẽ tăng hoặc là giảm đào thải creatinine thì sẽ làm thay đổi nồng độ creatinine. Khi ăn nhiều thịt hay là cái lượng cơ được thoái hóa nhiều thì sẽ dẫn đến là tăng creatinine trong máu. Mình sẽ có một cái chỉ số đáng lưu ý ở đây, đó là chỉ số bun trên creatinine. Trong những trường hợp mà bun lớn hơn 10 thì mình cần phải xét lại là do những nguyên nhân nào. Bởi vì mình sẽ có hai cái trường hợp. Thứ nhất là bun lớn hơn 10 và bun lớn hơn 20. Thì đương nhiên bun trên creatinine mà lớn hơn 20 chứng tỏ là có sự tăng ure máu rất nhiều. Rồi, trường hợp bun mà trên creatinine lớn hơn 10 thì ví dụ như là ăn nhiều protein hoặc là có xuất huyết, rồi tăng phân giải ở mô hoặc là dòng máu thận không đủ. Những vấn đề liên quan đến thận này các bạn có thể gặp trong trường hợp là bun trên creatinine tăng trên 20 luôn. Rồi, nếu bun trên creatinine nhỏ hơn 10 thì sao? Thì ngược lại, bun giảm, creatinine tăng, và lúc này là do ăn ít protein hoặc là lọc máu nhiều nè, hoặc là tiêu chảy và nôn nhiều, hoặc là suy gan. Suy gan thì như lúc nãy đã nói rồi, làm giảm cái khả năng tổng hợp ure của gan dẫn đến là giảm chỉ số bun. Rồi, mình sẽ chia nhỏ ra nữa. Nếu bun trên creatinine nhỏ hơn 10 mà bun giảm thì đó là trường hợp là hoại tử ống thận cấp hoặc là giảm tổng hợp ure. Rồi, bun trên creatinine nhỏ hơn 10 nhưng tăng creatinine thì đó có thể là do trường hợp tiêu cơ. Khi tiêu cơ, creatinine tăng nhiều dẫn đến là chỉ số bun rất nhỏ hơn creatinine, dẫn đến là nó sẽ nhỏ hơn con số 10. Rồi, bun trên creatinine lớn hơn 20. Khi lớn hơn 20 thì có hai trường hợp đáng lưu ý. Thứ nhất là creatinine có bình thường không? Nếu creatinine bình thường chứng tỏ là có sự tăng ure máu hay là tăng bun, thì đó là trong những trường hợp trước thận. Rồi suy tim, mất muối, mất nước. Rồi nếu thoái hóa nhiều protein thì cũng đưa đến là tăng ure máu. Xuất huyết tiêu hóa cũng đưa đến là thoái hóa protein và tăng ure máu. Giảm chức năng thận, ăn hoặc nhiều protein, thoái hóa mô. Bun trên creatinine lớn hơn 20 mà creatinine tăng thì lúc này có thể là tắc nghẽn đường niệu hoặc là tăng ure máu do bệnh thận. Đối với nước tiểu, trong nước tiểu thì nồng độ creatinine là một trong những yếu tố ổn định nhất và nó phản ánh được khối lượng cơ của mỗi người. Như vậy dựa vào đây thì các bạn có thể thấy là ở nam thì thường khối lượng cơ lớn hơn nữ. Chính vì vậy các bạn sẽ thấy là cái nồng độ creatinine ở trong nước tiểu trong một ngày hay trong 24 giờ thì ở nam sẽ cao hơn nữ. Tăng khi nào và giảm khi nào? Tăng khi đói hoặc là có thai hoặc là sau khi sinh, tăng khi phân hủy cơ hoặc là tăng trong bệnh cường giáp. Trong cường giáp thì cái mức độ dị hóa nó sẽ tăng cao dẫn đến là tăng creatinine trong máu và tăng creatinine cả trong nước tiểu luôn. Rồi chức năng thận bị suy giảm.
tăng creatinin trong nước tiểu và giảm creatinin trong nước tiểu này thì các bạn xem thêm ha. Mình đến một phần khác, đó là đánh giá dựa vào nồng độ creatinin trong máu và nồng độ creatinin trong nước tiểu. Mình sẽ có một cái công thức đánh giá độ thanh thải creatinin. Độ thanh thải creatinin này các bạn cũng đã có một câu làm trong phần IRAP rồi, thì chắc là các bạn cũng còn nhớ công thức C bằng U nhân V trên B. Trong đó cái nồng độ creatinin trong nước tiểu đó là U, V là thể tích nước tiểu thải ra trong một phút, và B là nồng độ creatinin trong huyết tương. Hay nói cách khác, mình sẽ lấy nồng độ creatinin trong nước tiểu nhân với cái lượng thể tích nước tiểu trong một phút và chia cho nồng độ creatinin trong huyết tương. Rồi, tiên lượng tình trạng suy thận, và mình sẽ thấy nếu cái độ thanh thải creatinin đó lớn hơn 0,83 ml trên giây á, thì suy thận này có thể hồi phục. Nhưng nếu nó càng ngày càng giảm thì cái khả năng bù cũng như là cái mức độ nặng của bệnh thận nó sẽ càng ngày càng tăng. Ý nghĩa của độ thanh thải creatinin này, nó sẽ giúp nhân viên y tế theo dõi được sự thải ghép trong ghép thận. Khi mà ghép thận á, người ta có thể là xác định độ thanh thải creatinin mỗi ngày. Nếu có sự giảm creatinin, độ thanh thải creatinin này, thì đó là một trong những dấu hiệu đầu tiên của cái phản ứng thải ghép, nghĩa là có sự thải ghép. Rồi, theo dõi độc tính thuốc khi điều trị, ví dụ đối với các thuốc mà ảnh hưởng đến chức năng thận, ví dụ như aminoxid. Rồi, chỉ định hẳm phân phúc mạc ở bệnh nhân suy thận mạng. Độ thanh thải creatinin sẽ tăng khi mà tăng cung lượng tim, khi có thai, khi bị phỏng hoặc khi ngộ độc CO. Rồi, giảm độ thanh thải creatinin khi mà lượng máu đến thận giảm. Mà lượng máu đến thận giảm thì mình đã thấy trong những trường hợp đó là suy thận, giảm chức năng thận nè, các bệnh về thận, ví dụ như là giảm chức năng ống thận cấp hoặc là hội chứng thận hư. Rồi, trường hợp bị sốc hoặc là mất nước thì cũng sẽ đương nhiên là sẽ dẫn đến là giảm lượng máu đến thận, rồi chảy máu. Rồi, suy tim xung huyết thì cũng sẽ dẫn đến là giảm lượng máu đến thận. Các yếu tố ảnh hưởng đó là tập thể dục, tăng độ thanh thải creatinin và creatinin trong nước tiểu. Khi có thai thì lại tăng độ thanh thải creatinin, hoặc khi sử dụng một số thuốc mà lúc nãy mình có đề cập khá là nhiều rồi đó. Trong suy thận nặng thì độ thanh thải creatinin cũng sẽ bị thay đổi. Tuy nhiên lưu ý chỗ này, creatinin trong huyết thanh á, nó sẽ, độ thanh thải creatinin nó sẽ không tính đúng được cái độ lọc cầu thận mình cần tính. Chế độ ăn nhiều thịt hoặc là protein trong nước tiểu suy thận tiến triển dẫn đến là độ thanh thải creatinin sẽ không đủ tin cậy để tính độ lọc cầu thận. Về ý nghĩa lâm sàng thì thường người ta sẽ cần phải kết hợp các chỉ số bao gồm creatinin trong máu, creatinin trong nước tiểu, ure máu, ure nước tiểu và các ion trong máu, trong nước tiểu để xác định và theo dõi bệnh thận, chứ không chỉ dùng riêng một chỉ số nào đó. Và giá trị chẩn đoán trong hội chứng ure máu cao thì mình sẽ có một số mốc tương ứng với lại tăng ure máu ngoài thận, hoặc là suy thận vừa, hoặc là suy thận nặng. Về giá trị tiên lượng và theo dõi đó, thì creatinin máu khi mà lớn hơn 180 micromol trên lít thì chứng tỏ có cái việc giảm 50% chức năng cầu thận, và độ thanh thải creatinin này nó sẽ cho mình biết là mức độ suy thận. Về ure máu và ure nước tiểu thì sẽ cho biết được là có sự chuyển hóa của nitơ. Rồi,
Rồi, trước khi sang phần acid uric thì mình sẽ tổng hợp lại một tí. Như vậy thì ammoniac, ure và creatinine thì có thể sử dụng để đánh giá được chức năng thận và chức năng gan. Về phần ammoniac máu á, thì nó thường tăng trong những cái vấn đề là suy gan nặng. Ammoniac máu tăng, ure máu giảm là một cái điển hình của suy gan nặng. Tuy nhiên, nếu đánh giá về ure máu và creatinine thì đây là hai chỉ số mà nó sẽ đại diện cho chức năng thận khá là nhiều. Cho nên khi thấy có tình trạng là tăng ure máu, tăng creatinine máu thì sẽ nghĩ nhiều về những vấn đề liên quan đến thận. Về việc tăng ure máu thì có thể do các nguyên nhân là trước thận, tại thận hoặc là sau thận. Trước thận có nghĩa là cái nguồn cung cấp máu cho thận á, nó bị giảm. Ví dụ như trong những trường hợp là bị xuất huyết hoặc là giảm lượng nước, sốc mất nước đó do nôn ói hoặc tiêu chảy kéo dài. Hoặc là suy tim sung huyết, bởi vì suy tim thì sẽ dẫn đến tình trạng là giảm lượng máu đến thận, thì lúc này sẽ dẫn đến là tăng ure máu trước thận. Tại thận, tại thận là những trường hợp mà cầu thận bị tổn thương hoặc là giảm chức năng của thận, thì lúc này ure máu nó sẽ không được lọc qua thận, thì sẽ dẫn đến tình trạng là tăng ure máu. Và creatinine máu nó cũng sẽ tương tự bị tăng trong những trường hợp là ảnh hưởng đến chức năng thận. Rồi khi mà có tắc nghẽn đường niệu thì cũng sẽ làm tăng ure máu. Nếu so sánh giữa ure máu và creatinine trong máu thì cái chỉ số creatinine trong máu gần như là nó chỉ phụ thuộc vào khối lượng cơ mà thôi. Còn ure trong máu sẽ phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác nữa, trong đó một cái yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đó là chế độ ăn. Rồi, hồi nãy mình có đề cập một vấn đề là độ thanh thải creatinine. Nếu có giá trị quá thấp á, creatinine nếu có giá trị quá thấp thì sẽ không dùng để tính độ thanh thải creatinine, cũng như là không để ước tính độ lọc cầu thận, bởi vì lúc này nó sẽ không còn chính xác nữa. Mình sẽ sang một cái phần tiếp theo, đó là acid uric. Cũng tương tự, mình sẽ học về nguồn gốc, về sự chuyển hóa và sự đào thải của acid uric, để từ đó đưa ra những nhận xét khi mà acid uric trong máu tăng và acid uric trong máu giảm. Acid uric cũng có thể được tìm thấy ở trong nước tiểu và được đánh giá nồng độ trong nước tiểu. Tuy nhiên, acid uric trong máu thì sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Thì mình đều biết acid uric á, hay là sự là sản phẩm thoái hóa của acid nucleic, thì mình có thấy acid nucleic gồm có ADN và ARN nè. Nó sẽ có chứa base của hai loại khác nhau. Base purine, đó là pyrimidine và purine. Về AMB và GMB, A loại A và loại G. Loại A và loại G này thì loại A và loại G này thì nó sẽ có liên quan đến base purine. Và quá trình dị hóa base purine là quá trình dị hóa cái acid nucleic loại A và acid nucleic loại G, còn loại T và loại X thì nó sẽ thuộc cái về pyrimidine ha. Và khi thoái hóa như vậy thì nó sẽ tạo ra hyposantin, xanthin và acid uric. Dưới tác động của hai cái của cái enzyme đó là xanthin oxidase. Về tính chất vật lý thì acid uric là một chất ít tan trong nước và lưu thông ở trong huyết tương dưới dạng là natri urat, hay mình gọi là urat đó.
Rồi, axit uric hòa tan được là nhờ sự hiện diện của protein. Và axit uric, natri urat là những phân tử mà tương đối ít tan. Nó dễ dàng bị tủa ra khỏi các dung dịch nước, ví dụ như là nước tiểu hoặc là dịch khớp. Chính vì vậy mình mới thấy có những tinh thể urat ở trong dịch khớp hoặc là trong nước tiểu. Rồi, urat này được hình thành như thế nào? Và loại thải như thế nào ha? Cái urat này thì thường nó sẽ được lọc và nó thải qua thận là 70%. Như vậy cũng tương tự với ure cũng được thải qua thận, tương tự với creatinine cũng được thải qua thận và axit uric hay là urat cũng được thải qua thận. Một phần nhỏ hơn của axit uric hay là urat thì sẽ thải qua đường tiêu hóa. Và nếu mà thiếu enzyme mà thải qua đường tiêu hóa này, enzyme để loại trừ urat qua đường tiêu hóa đó là uricase. Và thiếu enzyme này thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là tích lũy axit uric ở trong dịch cơ thể. Axit uric này là một cái thông số mà khi mình kết hợp với các chỉ số như là ure, creatinine, gluco và cholesterol trong máu, thì những thông số này nó sẽ giúp là theo dõi tình trạng sức khỏe, đặc biệt là ở những người sau 40 tuổi để đánh giá chức năng thận và nguy cơ sơ vữa động mạch. Như vậy mình sẽ sử dụng axit uric để đo axit uric trong máu thì mình dùng mẫu nào? Đó là mẫu huyết thanh ha, có thể dùng mẫu máu mà có chứa chất chống đông là heparin. Sử dụng để đánh giá các trường hợp đó là suy thận, gút và leukemia. Như vậy, nhìn vào cái hình này thì các bạn sẽ hiểu tại sao là sử dụng để đánh giá gút và leukemia cũng như là suy thận. Đầu tiên, urat nó sẽ được tổng hợp theo 3 cách. Thứ nhất là tổng hợp từ các phân tử nhỏ. Thứ hai là qua chuyển hóa bazơ purin nội sinh. Thứ ba là phân hủy axit nucleic trong thức ăn. Hay là trường hợp mình nói là tăng do tăng ăn thức ăn có chứa nhiều axit nucleic đó. Rồi, sau đó nó sẽ tạo thành urat ở trong huyết tương. Urat trong huyết tương này sẽ được đào thải qua hai con đường. Con đường chính đó là qua thận. Và con đường khác đó là nhờ các vi khuẩn và các enzyme uricase ở hệ tiêu hóa. Về yếu tố sinh lý làm giảm ảnh hưởng đến axit uric. Và axit uric trong máu sẽ giảm khi mà ăn ít purin lại. Đây mình sẽ thấy cái con đường là phân hủy axit nucleic từ thức ăn nè. Nếu ăn ít purin hoặc là ăn ít axit nucleic có chứa purin lại thì sẽ giảm cái nồng độ axit uric trong máu. Rồi ở trẻ em và ở phụ nữ mang thai thì sẽ ít hơn so với nam giới hoặc là người trưởng thành. Về thuốc thì có thể những cái thuốc như thuốc ngừa thai hoặc là estrogen hoặc là vitamin C có thể làm giảm cái nồng độ axit uric trong máu. Về trường hợp ăn dầu purin hoặc là uống rượu thì nó sẽ làm tăng axit uric trong máu. Các thuốc như là aspirin hoặc là phenylbutazone hoặc là các thuốc lợi tiểu như là thiazid, furosemide thì nó sẽ có thể làm tăng cái axit uric trong máu. Ở nam và ở nữ thì các bạn sẽ thấy ha, ở nam cao hơn ở nữ về cái nồng độ axit uric trong máu. Và cái axit uric trong máu này khi mà nó tích tụ dưới da, nó sẽ tạo thành những cái hạt mình gọi là hạt tô phi. Và những cái hạt này nó sẽ gây đau khớp kéo dài. Đối với những cái bệnh tiến triển thì sẽ dẫn đến là sơ vữa động mạch hoặc là sỏi thận và suy thận. Về rối loạn dung nạp gluco hoặc là tăng insulin trong máu, tăng triglyceride trong máu, giảm HDL, bệnh béo phì hoặc là cao huyết áp
thì những vấn đề này nó đều là những yếu tố chuyển hóa dẫn đến nguy cơ cao bị bệnh mạch vành, và tăng acid uric trong máu là yếu tố nguy cơ gián tiếp. Như vậy mình giải thích được lý do tại sao là cái chỉ số acid uric trong máu này nó lại kết hợp với nhiều cái chỉ số khác trong cái việc mà đánh giá hoặc là theo dõi cái sức khỏe của những người sau 40 tuổi như lúc nãy mình đã đề cập ha. Về tăng acid uric trong máu thì có thể được chia thành hai loại. Loại đầu tiên á, là loại nguyên phát và loại thứ hai là loại thứ phát. Và hai loại này thì sẽ được chia dựa vào sinh bệnh học và các yếu tố chẩn đoán. Về tăng acid uric trong máu thì có thể là có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là tăng tổng hợp acid uric. Thứ hai là giảm bài tiết acid uric qua thận. Về việc giảm bài tiết acid uric qua thận thì người ta sẽ dựa vào các yếu tố này để người ta chẩn đoán về cái vấn đề suy thận. Còn tăng tổng hợp acid uric thì người ta có thể dựa vào đó để chẩn đoán các bệnh liên quan, ví dụ như là gút hoặc là chẩn đoán leukemia. Leukemia là một cái bệnh bạch cầu và lúc này thì nhiều tế bào cùng bị phá hủy một lúc, dẫn đến là acid nucleic được phóng thích ra bên ngoài máu nhiều và từ đó nó sẽ chuyển hóa thành acid uric. Về xác định thì người ta dùng nước tiểu 24 giờ để định lượng acid uric hoặc là dùng cái tỷ lệ acid uric trên creatinine để định lượng acid uric trong nước tiểu bất kỳ. Vậy là có hai phương pháp có thể được sử dụng ha, là nước tiểu 24 giờ hoặc là nước tiểu bất kỳ tương ứng với việc định lượng acid uric toàn phần trong 24 giờ hoặc là nước tiểu bất kỳ thì sẽ dùng tỷ lệ acid uric trên creatinine. Mình có đề cập đến acid uric máu tăng nguyên phát và tăng thứ phát. Tăng nguyên phát trong những trường hợp đó là do di truyền hoặc là thiếu hụt G6PD hoặc là bệnh não liên quan tăng acid uric máu hay còn gọi là bệnh Leishman. Rồi, giảm thải vô căng qua thận. Về tăng acid uric máu thứ phát, đây là những cái mà mình thường gặp nè. Tăng nhập hay là tăng sản xuất. Ví dụ đó là tăng lượng axit nucleic trong thức ăn. Rồi tăng lượng axit nucleic tạo thành tăng thoái hóa ATP. Phân hủy mạnh ở các mô có nhiều nhân tế bào, ví dụ trong trường hợp ung thư hoặc là điều trị bằng các chất phóng xạ. Rồi các bệnh liên quan đa hồng cầu hoặc là tăng bạch cầu đơn nhân thì những cái tế bào này nó vỡ ra thì đưa đến là axit uric trong máu tăng. Rồi giảm bài tiết. Giảm bài tiết thì thường người ta sẽ nghĩ đến vấn đề là liên quan đến thận, đó là suy thận, viêm thận. Hoặc nếu liên quan đến suy thận mà nguyên nhân trước thận thì có thể là do suy tim. Giảm lượng máu đến thận thì sẽ dẫn đến là giảm axit uric được đào thải qua thận. Rồi ứ niệu cơ học, ví dụ như là tắc nghẽn đường niệu đó, ví dụ hẹp điều quản. Rồi những bệnh nhân khi có thai hoặc là dùng các thuốc lợi tiểu kéo dài, ví dụ như furosemide. Các bệnh như là đái tháo đường hoặc là tăng cholesterol hoặc là ngộ độc rượu hoặc là thiếu máu tán huyết thì cũng có thể đưa đến tình trạng là giảm bài tiết và dẫn đến tăng acid uric trong máu. Giảm acid uric trong máu có thể do những trường hợp nào? Thì cái này mình sẽ tương đối ít gặp hơn, ví dụ như bệnh Fanconi hoặc bệnh Wilson. Rồi xanthin niệu do thiếu cái enzyme là xanthin oxida ha, thì cái này là do acid nucleic không thể chuyển hóa thành acid uric được. Các yếu tố ảnh hưởng. Các yếu tố này là những yếu tố ngoài bệnh lý. Ví dụ như khi bị stress hoặc là tập thể dục quá mạnh thì sẽ dẫn đến trường hợp là tăng giả acid uric. Nếu ăn nhiều purin thì sẽ dẫn đến là tăng acid uric do tăng lượng purin được thoái hóa thành acid uric. Rồi về thuốc thì những thuốc nào có thể làm tăng và những thuốc nào có thể làm giảm acid uric thì lúc nãy mình có đề cập đó.
Ví dụ như estrogen thì nó sẽ làm giảm, trong khi những cái thuốc mà liên quan đến việc lợi tiểu, ví dụ như furosemide thì nó sẽ làm tăng axit uric trong máu. Có một cái thuốc mà mình đề cập ở đây nữa, đó là aspirin. Lúc nãy mình có ghi là aspirin liều thấp á, thì nó sẽ làm vấn đề là tăng axit uric trong máu. Như vậy aspirin liều cao nó sẽ làm giảm axit uric trong máu, nhưng tại sao aspirin lại không được sử dụng trong điều trị tăng axit uric? Cái này nó có nằm trong IRAS có một câu đó, các bạn hầu như là trả lời đúng câu này. Tại sao aspirin nồng độ cao lại không được sử dụng trong điều trị tăng axit uric? Mặc dù là aspirin nồng độ cao lại làm giảm axit uric trong máu. Các bạn có suy nghĩ gì về cái vấn đề sử dụng aspirin này? Nếu mọi người không trả lời thì cô cho qua nha. Mình tiếp tục. Với cà phê, với trà thì sẽ có thể làm giảm axit uric trong máu. Chính vì vậy á, cà phê và trà sẽ không được sử dụng trước khi mà lấy mẫu để xét nghiệm axit uric trong máu nha. Các bạn Google cũng nhanh nhỉ? Chép nguyên si câu trên mạng luôn. Ok, aspirin không dùng làm thuốc điều trị gút, bởi vì thứ nhất là các bạn sẽ thấy khi dùng liều cao thì aspirin nó sẽ có tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Đó là cái quan trọng nhất. Rồi sau đó đồng thời á, là nó cũng ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh gút nếu có dùng chung. Còn aspirin liều thấp là chắc chắn không được dùng rồi ha, bởi vì nó sẽ làm tăng cái nồng độ axit uric trong máu. Rồi axit uric nước tiểu. Đây là phần cuối cùng rồi, các bạn cố gắng tỉnh táo ha. Axit uric trong nước tiểu thì sẽ bài tiết qua thận. Và cái việc bài tiết này nó sẽ bị ức chế do axit lactic, hoặc là nếu có thể seton hoặc là thuốc lợi tiểu. Chính vì vậy lúc nãy mình mới nói thuốc lợi tiểu nó làm tăng axit uric trong máu, nguyên nhân là nó ức chế bài tiết axit uric đây. Khi cặn lắng nước tiểu hay là dùng cái cặn nước tiểu để so với kính hiển vi á, thì sẽ có thể thấy nhiều cái tinh thể urat và mình gọi đó là sỏi urat nước tiểu. Bình thường thì trong nước tiểu khoảng 0,8 gram trên 24 giờ. Về ý nghĩa thì thường sẽ dùng để đánh giá sỏi thận, đánh giá việc điều trị bằng thuốc có ảnh hưởng đến đào thải axit uric hay không, và cuối cùng là đánh giá chuyển hóa axit uric trong bệnh gút. Về thay đổi thứ nhất là theo chế độ ăn. Như vậy mình tổng kết lại xem nãy giờ amô nhắc có thay đổi theo chế độ ăn không, ure có thay đổi theo chế độ ăn hay không, và creatinin có thay đổi theo chế độ ăn hay không. Trong bốn chất mình học nãy giờ, amô nhắc, ure, creatinin và axit uric, chất nào không thay đổi theo chế độ ăn?
Rồi đúng ha, creatinin thì gần như là nó chỉ phụ thuộc vào khối lượng cơ thôi. Rồi với các thuốc, đặc biệt là aspirin lợi tiểu thì nó sẽ làm giảm cái đào thải axit uric. Còn thuốc gây độc tế bào thì nó sẽ tăng cái phân hủy tế bào hay là tăng phân hủy các axit nucleic trong tế bào, cụ thể là tăng chuyển purine thành axit uric, dẫn đến là sẽ tăng cái nồng độ axit uric. Rồi khi đau do gút á, thì người ta sẽ đánh giá cái axit uric trong nước tiểu này và người ta phát hiện là axit uric trong nước tiểu nó sẽ thấp, sau đó vài ngày thì lại tăng, bởi vì lúc này axit uric trong máu tăng thì dẫn đến là axit uric trong nước tiểu được đào thải á, nó cũng tăng theo axit uric trong máu. Tăng trong bệnh bạch cầu, trong phổng nặng do viêm phổi thì những cái này là hầu hết là do thoái hóa tế bào nè. Rồi giảm trong viêm thận. Tại sao trong viêm thận lại giảm? Nguyên nhân á, là do thận bị tổn thương hay là chức năng thận bị suy giảm, thì mặc dù axit uric trong máu có tăng nhưng không được đào thải ra bên ngoài, cho nên nó giảm cái axit uric trong nước tiểu. Những cái này là thống kê để các bạn có thể xem lại dễ dàng ha. Mình chỉ cần nhớ một cách đơn giản thôi, là với một chất, nồng độ chất đó tăng khi nào? Khi mà tăng sản xuất, tăng nhập vào, ví dụ tăng ăn cái loại thức ăn nào đó, rồi giảm đào thải, thì đó là những trường hợp gây tăng. Rồi nó giảm khi nào? Giảm khi mà đào thải ra bên ngoài quá nhiều, hoặc là không sản xuất, giảm sản xuất. Ở đây mình sẽ nói tiếp một chút xíu về bệnh gút. Bệnh gút là có biểu hiện sẽ là tăng axit uric trong máu và viêm khớp cấp tính, nghĩa là đau ở cái khớp và thường sẽ là đau khớp ngón gần. Rồi tăng axit uric trong máu là cái xét nghiệm mà mình thường làm nếu nghi ngờ bệnh gút. Lắng đọng các tinh thể natri urat gây viêm, ví dụ đau ở khớp thì người ta có thể hút dịch khớp để đánh giá là có tinh thể urat ở trong dịch khớp đó hay không. Mãn tính thì cặn urat nó sẽ hình thành ngay cả trong các mô luôn, và ethanol thì nó sẽ làm trầm trọng hơn cái vấn đề bệnh gút này. Như vậy tại sao ethanol lại làm trầm trọng hơn vấn đề bệnh gút? Bây giờ mình cũng có thấy là rượu là một trong những nguyên nhân làm tăng axit uric trong máu. Như vậy tại sao ethanol hay rượu lại làm tăng axit uric trong máu? Nguyên nhân ha là có bạn trả lời là tăng axit lactic. Đúng, cái này có đúng một phần. Axit lactic nó sẽ ức chế sự đào thải của axit uric ra nước tiểu thì dẫn đến là tăng axit uric trong máu. Ngoài ra còn có một vấn đề khác nữa, đó là tăng sản xuất cái ATP và urat, hay nói cách khác là ethanol nó cũng làm tăng cái sản xuất hay là tăng thoái hóa purine thành axit uric. Cái thứ hai bạn nói đúng, đó là các axit hữu cơ bên cạnh axit lactic, còn có một số axit hữu cơ khác thì nó cũng cạnh tranh đào thải dẫn đến là ức chế đào thải axit uric qua thận. Chính vì vậy mình sẽ thấy trong những trường hợp ví dụ như nhiễm độc ethanol nè, nhiễm toan, toan là bị nhiễm axit đó ha, toan cetone do đái tháo đường, hoặc là nhiễm độc axit lactic thì sẽ dẫn đến là tăng axit uric. Có phải trường hợp nào có tăng axit uric trong máu thì đều đưa đến tình trạng là gút hay không? Rồi,
Chắc chắn là câu trả lời là không rồi. Bạn trả lời đúng. Rồi, có một số cái bệnh khớp khác thì có thể biểu hiện như gút và được gọi là bệnh giả gút. Và trong những cái bệnh giả gút đó thì tinh thể không phải là tinh thể axit uric hay là không phải tinh thể urat mà là tinh thể canxi pyrophosphate nha. Rồi, mình bàn tiếp về vấn đề thuốc điều trị. Thuốc điều trị trong bệnh gút thì có thể sử dụng những loại thuốc nào? Còn bệnh gút các bạn có học rồi đúng không? Trả lời thử xem. Còn gì nữa ngoài con colchicine, allopurinol, còn gì nữa không? Rồi, colchicine, allopurinol, robenesid và NSAID điều trị cấp. Như vậy, điều trị tăng axit uric trong máu, nhưng điều trị cấp có dùng allopurinol được hay không? Điều trị cấp nghĩa là đang cơn gút cấp á. Rồi, hầu như là các bạn vẫn còn nhớ bài ha. Mình sẽ đến phần cuối cùng. Đây là slide cuối cùng của phần lý thuyết. Tóm tắt lại, trong các chất mình học hôm nay thì sẽ có mình sẽ học về mỗi chất đó là đại cương về chuyển hóa, amoniac được chuyển hóa như thế nào, nghĩa là amoniac được sinh ra từ đâu, được chuyển hóa thành chất nào không độc và được thải ra đường nào, đường thận hay là chuyển hóa qua gan tạo thành chất nào. Rồi tăng amoniac trong máu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể, ví dụ như là bị phù não, hôn mê hoặc là độc thần kinh. Rồi thay đổi amoniac trong nước tiểu thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Về chỉ số ure và bun thì ở đây mình cũng nhắc lại về cái chuyển hóa của ure và bun. Thì ure nó sẽ được tạo ra trong cái chu trình ure ở gan, và chính vì vậy cái sự thay đổi về chỉ số ure này nó có thể liên quan đến gan. Ure được đào thải qua thận, nếu tăng ure trong máu thì có ảnh hưởng bởi chức năng thận. Như vậy thì ure được ảnh hưởng cả gan và thận. Tuy nhiên khi ure mà tăng cao ở trong máu á, nếu liên quan đến gan thì xảy ra trong trường hợp là suy gan nặng mà thôi. Bởi vì trong những trường hợp mà sớm á, thì gan vẫn còn có khả năng bù. Và khi kết hợp tăng amoniac trong máu cao và ure trong máu giảm thì suy gan, mình có thể nghi ngờ về vấn đề suy gan nặng. Rồi, creatinine. Creatinine thì sẽ bị phụ thuộc vào những yếu tố nào khác so với amoniac và ure? Nếu so sánh giữa chỉ số creatinine và chỉ số ure thì chỉ số nào sẽ đáng tin cậy và chỉ số nào nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài hơn? Rồi, creatinine niệu hay là creatinine trong nước tiểu, ứng dụng độ đánh giá độ thanh thải creatinine. Rồi, axit uric. Axit uric thì mình sẽ học về cái tính chất vật lý của axit uric, cũng như là axit uric được tạo ra từ bazopurin và được thải qua thận, cũng như là được chuyển hóa nhờ các enzyme uricase của vi khuẩn ở đường ruột. Rồi thay đổi sinh lý và thay đổi bệnh lý, đặc biệt lưu ý các thuốc mà có thể làm tăng hoặc là làm giảm axit uric trong máu. Rồi mình đến phần bài tập nha. Các bạn làm bài thì cô sẽ sửa.
Ngoài xét nghiệm axit uric trong máu, mình còn thực hiện điều gì nữa không? Như vậy thì với bài này á, đây là một cái biểu hiện khá là điển hình của có bạn trả lời là thêm men G6PD xét nghiệm các triglyceride, có thể xét nghiệm thêm bun bạch cầu, dọc dịch khớp, tìm tinh thể axit uric, rồi xét nghiệm dịch khớp. Như vậy thì bài này thì rõ ràng mình nghi ngờ nhiều là về bệnh nhân này có bị gút hay không, và các bạn sẽ hướng đến là đánh giá cái axit uric trong máu. Cái này thì đúng. Bên cạnh đó thì cũng có một số trường hợp ha, nếu nồng độ axit uric trong máu mà nó không tăng, ví dụ trong những trường hợp bị các yếu tố ảnh hưởng khác á, thì các bạn có thể đánh giá bằng cách là chọc dịch khớp để đánh giá là có tinh thể urat hay không. Ngoài ra, nếu nghi ngờ nguyên nhân gút thứ phát, ví dụ do bệnh thận, thì các bạn cũng có thể đánh giá thêm các chỉ số khác như chỉ số bùn. Bài số 2. Rồi trường hợp này cũng là trường hợp rất điển hình của bệnh gút, rõ ràng là bị viêm khớp cấp, nhưng mà ở đây các bạn sẽ thấy là có thêm ở khớp gối nữa ha, ngoài các khớp ngón tay. Định lượng thì người ta đã định lượng urat rồi, định lượng creatinine rồi, tất cả chỉ số này định lượng ở trong máu rồi, urat nước tiểu cũng có luôn. Như vậy thì các bạn có thể chẩn đoán được dễ dàng đây là bệnh gút. Bài số 3.
Trong bài số 3 này thì các bạn áp dụng cái trình tự làm á, là thứ nhất đánh giá xem bệnh nhân này có những biểu hiện lâm sàng nào. Thứ hai, đánh giá các chỉ số xét nghiệm là có những chỉ số nào nằm ngoài mức bình thường. Ngoài mức bình thường đó có thể là tăng, có thể là giảm ha, và cố gắng giải thích được cái sự tăng hoặc giảm đó có thể là do những nguyên nhân nào. Các chỉ số bất thường bạn vừa xác định vẫn còn thiếu nha. Rồi, ở đây mình sẽ xét natri bình thường đúng không? Kali tăng nè. Clo bình thường. Bicarbonate giảm. Ure tăng. Creatinine tăng. Phosphat tăng. Canxi giảm. Alb tăng và albumin giảm. Như vậy những trường hợp nào sẽ xảy ra một loạt các chỉ số này? Bây giờ mình không xét đến các yếu tố về kali hay là phosphat đi, mà xét đến những cái phần mà các bạn đã học rồi, đó là ure, creatinin, ALP và albumin. Rồi, khả năng là suy thận. Tại sao bạn đoán được như vậy? Ở đây có một giá trị khá là tốt nữa, đó là độ thanh thải creatinine, có thể gợi ý cho mình được đó là chức năng thận đã bị suy giảm ha. Và nguyên nhân suy thận của bà là gì? Đúng rồi, nếu mà theo dữ liệu ở trong bài này á thì gần như là có một chi tiết đó là điều trị bằng thuốc giảm đau mà tự ý điều trị. Và trong vòng 5 năm trở lại đây, nghĩa là bà đã dùng thuốc liên tục rồi, có khả năng là bị suy thận do dùng thuốc giảm đau. Và ở đây mình sẽ thấy các biểu hiện của suy thận khá là rõ ha. Nếu nhớ về cái bài số 2 mình đã học á, thì khi suy thận thì albumin nó sẽ giảm. Tiếp tục là creatinine, cái ure hôm nay mình mới học nè, là cả creatinine máu và ure máu đều tăng, độ thanh thải creatinine giảm. Rồi còn các ion khác tại sao lại tăng hoặc tại sao lại giảm thì bài sau mình sẽ đề cập ha. Như vậy thì còn khoảng 5-10 phút, các bạn có muốn hỏi gì nữa thêm không? Có thể hỏi bất cứ vấn đề gì ha. Câu này mình đã học xong bài rồi, thì các bạn có thể tự cho đáp án được mà.
Theo cô nhớ câu này á là câu trả lời nhiều đáp án đúng không? Đó là việc tăng thoái hóa protein đó bạn. Tăng do nghề nghiệp á, thì thường là do nghề nông, ví dụ do nghề nông thì là do tăng sử dụng protein. Rồi cái câu mà liên quan đến sản phẩm thoái hóa của axit amin thì sẽ chọn hết tất cả những cái chất hôm nay mình đã học, nó đều là sản phẩm của thoái hóa của axit amin. Rồi, câu về bun và ure có dùng để đánh giá độc tính của thuốc hay không? Nếu các bạn có theo dõi từ nãy giờ á thì rõ ràng câu trả lời là có. Các bạn sẽ thấy có cái đoạn ở đây ha. Rồi còn câu nào nữa không các bạn? Nếu trả lời chỉ một mình NH3 không là sẽ chưa đủ nha em. Slide số 12, dấu chấm cuối cùng. Ure được phân phối đều trong 24 giờ. Vậy sau 24 giờ nó như nào? 24 giờ là hết một ngày rồi, sau 24 giờ là qua một ngày mới và nó tiếp tục phân phối đều nữa nha bạn. Nồng độ ion canxi có thể dùng để đánh giá chức năng thận. Nếu các bạn có đọc cái bài thận rồi á thì đánh giá chức năng thận ngoài các chỉ số về protein hôm trước mình học, các chỉ số về thoái hóa axit amin bữa nay mình học thì mình sẽ còn có những chỉ số về ion, trong các ion đó thì có canxi.
phân phối đều có nghĩa là hằng định phải không cô? Nói là hằng định thì chưa đúng, bởi vì là mình nói là có nhiều cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái nồng độ ure trong máu, cho nên mình không thể nói là ure máu là hằng định được. Tuy nhiên câu đó, cái dấu chấm cuối cùng á, nói là phân phối đều trong 24 giờ có nghĩa là sáng, trưa, chiều, tối á, thì nó sẽ gần như là giống nhau, cho nên các bạn có thể dùng tiểu bất kỳ để đo. Cái đó nãy giờ cô không có đề cập đâu bạn. Câu về suy thận mạn, nãy giờ trong bài này mình không có đề cập đến vấn đề kali máu, và nếu các bạn có đọc tài liệu của bài buổi 4 rồi á, thì đây cũng không phải là một ý của trong theo dõi suy thận mạn ha. Mà trong suy thận mạn cái vấn đề theo dõi từ giai đoạn đầu á, là H cộng chứ không phải là kali. Biết bạn Hoàng Minh định hỏi câu nào mà liên quan đến ion kali và natri đánh giá chức năng thận vậy bạn? Cô nhớ là cái câu đo nồng độ ion này là câu mà chọn nhiều đáp án đúng mà. Rồi, nếu mà chỉ có một đáp án đúng thì cái này để cô xem lại ha. Câu này nãy giờ mình cũng đã nhắc đến rồi. Amoniac có gây độc thần kinh đúng không? Và trong đó có cả não và tín hiệu thần kinh. Về chu trình Krebs có liên quan hay không? Thì các bạn thử trả lời xem.
câu A với câu B là có rồi đó, nếu các bạn nãy giờ có nghe giảng. Hồi nãy mình có nói đến một đoạn là amoniac tại gan nó sẽ được chuyển hóa qua chu trình ure. Và muốn chuyển hóa qua chu trình ure á thì nó sẽ cần có ATP và một số các axit amin khác mà nó là thành phần của chu trình Krebs. Chính vì vậy, cái việc tăng amoniac máu cũng có thể là hậu quả của việc rối loạn chu trình Krebs, dẫn đến là tình trạng không chuyển hóa amoniac thành ure được. Rồi, nếu các bạn không còn câu hỏi hay thắc mắc gì nữa thì mình có thể kết thúc lớp ở đây ha. Bạn Hoàng Minh không biết nãy giờ bạn có nghe giảng không ha? Nếu mà là axit amin và purin thì có phải đó là dẫn xuất của nitơ không? Những chất này đều chứa nitơ hết nha bạn. Rồi, nếu các bạn không có thắc mắc gì thêm thì mình có thể kết thúc lớp ở đây. Xin chào các bạn nha.